Hello mấy bạn, quay lại với đặc sản miền Tây quê tôi ha. Hôm nay cửa hàng mình mới vừa về một thùng lạp xưởng tươi trứng muối nha mọi người. Lạp xưởng tươi trứng muối bên mình là hàng từ Cải Lậy lên ha, là cũng là quê của mình luôn. Như các bạn đã biết thì lạp xưởng tươi thì là một đặc sản của miền Tây. Và lạp xưởng tươi thì có rất là nhiều tỉnh thành ở miền Tây rất là nổi tiếng. Trong đó là có lạp xưởng tươi Long An ha, lạp xưởng tươi Tiền Giang. Thì trong đó Tiền Giang là lạp xưởng tươi Cai Lậy rất là nổi tiếng ha mọi người. Lạp xưởng tươi nó chia ra làm hai dòng, một dòng là lạp xưởng tươi bình thường và lạp xưởng tươi có trứng muối ha. Đây là lạp xưởng tươi có trứng muối. Lạp xưởng tươi bình thường thì mình cũng có nữa, nhưng mà hiện tại đây là không có quay. Lạp xưởng tươi trứng muối bên mình là hàng đặc biệt ha, hàng siêu nạc siêu trứng muối ha. Một bịch này là nửa ký nha mọi người, bịch này nửa ký. Sắp đến Tết rồi, cái hàng lạp xưởng này là bán cực kỳ chạy ha. Đây là mặt sau nha. Lạp xưởng tươi này mình chế biến rất là nhiều món ăn, rất là ngon ha. Và chế biến cực kỳ dễ, chỉ cần lăn với nước để cho nó khô lại là chín thôi. Mấy bạn muốn ngon thì lăn với nước dừa là rất là ngon ha. Lạp xưởng tươi này có hàng có tem, rất là bài bản và chuyên nghiệp nha mọi người. Hàng này là hàng mình đặt riêng của xưởng làm cho mình ha. Lạp xưởng tươi này mình hiện tại đang bán lẻ với giá 180 ha mọi người. Sỉ thì cực kỳ ưu đãi ha, rất mềm. Mình nói sơ về thành phần ha, review một xíu nha. Lạp xưởng tươi này thì thành phần là 80% là thịt heo, 80% là nạc đó, siêu nạc, 10% là trứng muối ha, còn 10% còn lại là gia vị và đặc biệt là có rượu mai quế lộ ha. Rượu mai quế lộ là một loại rượu chuyên làm lạp xưởng cho nó lên màu một cách đỏ và tự nhiên như thế này ha. Còn lạp xưởng tươi mà không trứng muối á là 90% là nạc nha mọi người, còn 10% là gia vị. Còn trứng muối á, thì nó phải thêm 10% trứng muối vô, cho nên là nó chỉ còn có 80% là nạc thôi ha. Hiện tại cửa hàng đang sỉ số lượng 50 kg với giá 140.000 thôi ha mọi người. Với mức giá 140.000 một ký sỉ thì trên thị trường nó là một mức giá cực kỳ là ưu đãi ha. Mấy bạn có thể khảo sát giá nhiều nơi và so sánh với bên mình. Mấy bạn nhập sỉ thì nên lấy bên mình ăn thử mình cảm nhận, mình tự tin thì mình bán, mình mới tư vấn cho khách một cách tự tin được ha. Chứ người ta bán hàng thì ai cũng nói là hàng của người ta ngon hết, cho nên mấy bạn hỏi mình lạp xưởng có ngon không, có ngán không, có ngọt không thì mình khó nói lắm. Nên mấy bạn muốn nhập sỉ thì mấy bạn phải lấy ăn thử. Còn khách lẻ của mình thì ăn rất là khen ha, rất là ngon, mua ăn lẻ tôi mua lại liên tục. Nhập số lượng 50 kg thì giá cực kỳ ưu đãi 140 thôi ha. Mình nhắc lại 140 ha. Mấy bạn nào nhập sỉ nhỏ, ví dụ 10 kg thì 155 cho mình nha. 20 kg thì 150, 30 kg thì 145. Giá nó giảm mỗi một lần là 5.000, 5.000 như vậy ha. Sỉ thì mình phải đánh theo số lượng rồi. Ví dụ người ta nhập 50 kg thì chắc chắn giá người ta sẽ tốt hơn với bạn nhập 10 kg ha. Như vậy thì mình bán ra nó mới gọi là công bằng được. Còn lạp xưởng tươi, sẵn ở đây mình quay thì mình giới thiệu luôn. Lạp xưởng tươi mấy bạn nhập sỉ 50 kg thì giá sỉ cực kỳ mềm ha, 115 ngàn thôi. Đó là giá của lạp xưởng tươi, 115 ngàn. Lạp xưởng tươi mấy bạn nhập sỉ nhỏ 10 kg thì giá là 130, 20 kg là 125, 30 kg là 120 ha. Đó là giá của lạp xưởng tươi. Còn lạp xưởng tươi trứng muối thì mắc hơn khoảng 20.000 một ký. Do cái trứng muối hoặc vịt muối này nó mắc lắm mấy bạn ơi. Vịt muối này làm cũng kỳ công lắm, cũng phải phơi rồi. Lạp xưởng tươi này là xưởng bên nhà mình làm là có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm rồi, đó là bài bản ha. Đầy đủ giấy tờ hết, mấy bạn bán rất là yên tâm nha. Rồi mấy bạn có nhu cầu thì inbox cho mình. Cửa hàng mình bên Lê Thọ và Bắp ha. Đặc sản miền Tây ha, chuyên bán đồ miền Tây nha mấy bạn.